ắt chị mời nha. Bé được 5 cái bắp non, 5 cái bắp già. Bé đi. Đã nói là chuyện nhỏ rồi mà. Ắt ra lớn luôn. Không được ai trời giúp hết nha. Từ chị bé á. Không được trời giúp này. Đúng không rồi. Không ai trời giúp là em. Sao vậy? Mà chúng đi vòng đuôi bắt đi bị bắt ác kè chứ. Bây giờ chị bị bắt đúng không? Bị xong rồi mới được kiểm tra hay sao? Hay là đúng rồi. Bị vô kiểm tra. Bị xong mới được kiểm tra. Ok. Còn nhỏ mà. Non non thì nấu, dài nướng cái gì đâu. Tập của mình cái gì vui vui vô đây. Ui chà. Nướng hết đi trên này. Năm bắp già và năm bắp non nha. 2, 4, 6, 7, 8, 9 cái nha. Gớp gớp. Sao ngang? Rau. Rau. Dạ. Đây. Đấy. Non da. Non. Nói một trái. Hai trái. Bá hơi dùng da chứ. Dùng da hạt của nó. Trời ơi, cái này cái gọi là cái cao cỏ. Bếp tường gọi là cao cỏ này. Sao con? Hái dùm con mày đúng không? Cảm ơn con nha. Trời ơi, bao lực quá. Hả? Có bếp luộc ăn liền. Cái gì? Chuyện nhỏ như con thỏ đấy mà. Sao thì nhỏ hái hay bếp ngon dữ ta. Đúng rồi, người sao vậy? Sao để nó hái ngon hơn mình vậy? Rồi đấy, để kiểm tra thử bếp của nhỏ. Không được bỏ chung vô rồi nha. Đây, sĩ số đang là 12 nha. Đấy, thấy chưa? Bếp chị không hư nha. Nó hơi cào cọ xíu thôi, nó không hư nha. Trời, giỡn mà không hư. Hư đâu? Tối. Nó còn hơi vậy ta. Ui cái này đều ngon ghê chứ. Cái này dao nè. Rồi. Làm. Này dao này. Rồi phân ra cái dài cái non. Này non này. Thủ mấy cái non là nó thưa thưa lưa thưa lưa thưa. Này gàm biết chân nào được miệng. Gàm hết cả. Này non nè. Rồi. Da nè. Cứng nè. Cứng nè. Non nè. Này vừa đủ ăn nè. Không phải non mà vừa đủ ăn nè. Đây nè, này da nè. Cứng nè. Đó. Nó khô lại nè, da nè. Xịt xịt mũ ra non này á. Lấy xịt mũ ra nè, non này á. Thấy chưa? Chị mới đòi da nè á. 4 cái bắp non rồi nha chị Mây. Ủa? 5 cái bắp non. Năm trái mà, năm trái mà. 5 cái bắp non rồi. Non nha. Xem. Rồi, chị Mai đã thua trong thử thách này rồi nha. Được. Còn một trái nữa thôi mà. Chúc mừng bà đã thua trong thử thách này rồi. Còn một trái nữa thôi mà. Trái này già rồi nè. Trái này già nè. Nãy kiểm tra kiểu gì vậy? Đây già nè. Rồi, thắng chiến thắng ghê. Yeah. Xạo giỏi. Đấy nè. Kiểm tra lại nha, kỹ nha, non nè, xịt mũ ra nè. Đây nè, đây. Cái trên đầu miếng con non, cái dưới kìa. Đó, xịt mũ ra nè. Đó, thấy chưa? Xịt ra luôn hết chưa? Là non nè. Đó, còn mấy nay là bấm được nha. Thắng đâu? Thắng thử thách đâu? Đi, đi. Ok. Đi mà, đi.
đi mua với cho chị ăn đi. Cầm hai này bỏ anh chị ơi, con chó bỏ anh tay đây đi vô. Thì bây giờ thì cầm về chị thấy rồi thì chị cầm vô bếp, bây giờ chị nấu ăn đi. Em nấu á, em không biết nấu bếp. Suốt tròn suốt giờ đi vô. Lần đầu tiên mình đã chiến thắng trong thử thách này nha mọi người. 5 trái bắp già và 5 trái bắp non. Yeah, đi nấu ăn. Ok, được rồi, bây giờ em sẽ nấu cho chị Mai ăn. Yeah, cảm ơn em, đi nấu đi. Đừng có để chị nấu. Đây nói chị cầm vô chứ. Rồi, đi vô. Chị mang vô bếp đi em nấu. Ây da, chị Mai ơi. Vậy? Em đau bụng quá. Không ơi, chị Mai đi nấu nha. Em giờ biết chứ hả? Xong tí. Xạo. Không, em nói thiếu. Xạo đúng không? Giả phụ đúng không? Hả? Vô đâu? Xạo là đâu? Em nói thiệt mà. Thiệt cái gì? Thiệt mà đau bụng mà chạy dãy anh. Chạy cười đó hiện. Đi vô nấu. Chị Mai nấu, em nghe nói chị Mai nấu bắp ngon lắm. Thiệt. Chị Mai nấu bắp ngon lắm nè chị Mai ơi. Dạ con ve dưỡng má. Bước ra đây. Đây nè. Đó. Đây chị làm ở đâu? Chị làm Sài Gòn ạ. Sài Gòn. Uh-huh. Ăn trộm đúng không? Thử, ăn trộm bắp nè. Đây nè, trước mặt luôn. Chị được cho nha em. Chị được cho nhiêu đây nha em. Đấy, còn em là phải không? Đi bể trộm. Tại cách ăn ở của em đi nha. Cô cho chị, còn em thì đi ăn trộm. Em đi về nha chị Mai. Bắp mời.